Anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em ba mẫu hôm. Mẫu hôm này là mẫu hôm 60 anh em, là thả lươn được khoảng 1 cân, 1 cân đến cân 1, cân 2 gì đấy. Hôm to nhất nhé các anh em. Còn mẫu hôm thứ hai là mẫu hôm 48, thả lươn được khoảng 5 lạng. Đấy, 5 lạng thôi nhá. Đấy, bên mình là chuyên gia làm hôm lươn. Còn hôm này là hôm 34, chuyên để thả ruộng, thả ao, đồng lúa. Đấy, trước mắt các bạn đây là 3 loại hôm. Đấy, rất là đẹp và rất là bền. Đấy, đan bằng thủ công nên nó rất là chắc chắn các bạn. Đấy, nên là ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Đây, hôm lươn này thì để lươn nhỏ nhỏ thôi, lươn khoảng 1 đến 2 lạng. Còn cái loại này thì 4 đến 5 lạng. Đấy, còn hôm này thì 1 cân nha các bạn. Nên ai có nhu cầu gì thì cứ alo cho mình. Rồi, chúc các bạn mạnh khỏe.